Rồi Nhật xin chào các bác nhé. Em vừa dọn xong tiếp được con lọc khí Daikin hộp, một cái dòng máy VIP nhất tại cái thời điểm bây giờ mà vẫn còn hai cột lọc tĩnh điện các bạn, dùng cực kích luôn, hiệu quả lọc có lẽ là cao nhất trong tất cả các dòng luôn. Máy đã được làm vệ sinh sạch sẽ, ok, test mọi chức năng ngon lành. Chiếc này em bán là 4,3 triệu, bảo hành 1 năm, máy đấu biến áp điện 220V rồi ạ. Mã số 6. Các chức năng trên máy bấm các bác chạy ok hết nhé. Tăng giảm ánh sáng, lọc nhanh, bù ẩm, tốc độ lọc các kiểu. Đèn báo phần trăm độ ẩm, báo bụi, cảm biến bụi, cảm biến mùi, lọc bụi mịn 2.5 PM. Đây, cái dòng máy này thì các bác nào mà mua rồi các bác biết nó có hai cột lọc điện hai bên các bác này. Ở cái model hộp vuông này thì đây là cái model dòng cuối cùng còn hai cột lọc tĩnh điện, sau đó sang cái model vẫn mẫu như này thì nó bỏ hai cột lọc tĩnh điện thì các bạn đã cắt giảm chi phí đi và nó thay bằng một cái timer này dài lên gấp đôi đấy. Nhưng mà theo em đánh giá, cái quan điểm cá nhân là hai cột cái timer này thì không thể nào cho hiệu quả bằng hai cột lọc tĩnh điện này được. Hai cột điện lọc tĩnh điện này nó có cái hiệu quả trực tiếp rằng là bụi phải đi qua nó hai bên này thì mới vào đây đấy, còn như là thay thanh này thì bụi vẫn đi vào màng này. Con này màng hepazin các bác nhé, vẫn còn khá là đẹp, vẫn để nguyên nhé. Màng lưới thô này, 5 cấp lọc, 1 này, 2 này, lưới thô này, 3 là màng hepa này, 4 là than ở trong và 5 là dimmer đấy. Còn cái màng hepazin này các bác là không thích thì khi mua thì báo em thay màng mới nhé. Còn không thì em vẫn mặc định em để nguyên cái màng zin này đấy ạ. Các bác nên xem hết clip vì em quay rất là ngắn thôi, cũng chỉ một vài phút thôi. Giá cả thì trong clip báo đầy đủ rồi, không có gì là. Yeah. Con này thông số tem mát là năm 2016, series máy là 4374 MCK70 75W, dùng cho phòng khoảng 50-55m² đổ lại. Mình nhớ bù ẩm nó này. Đây là màng cảm ẩm này, zin nhất hết. Ngày hanh khô thì các bác bù ẩm, còn bình thường thì các bác lọc không khí, khử mùi, diệt khuẩn, lọc bụi mịn 2.5. Các bạn nào có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên em nhé. Còn Daikin hộp, chào các bạn.